Gì giọng cười. Dạ. Dễ thương lắm. Xin chào mọi người. Welcome Diệu Nhi đến với Bar Story. Đã rất lâu rồi mình mới gặp lại trong một cái set quay đúng không? Dạ đúng rồi, cũng lâu năm lắm rồi. Lần cuối em nhớ là mình quay cái gì chung với nhau không? À, hai anh em mình quay karaoke trên xe. Chính xác, 2016, 5 năm. Ghê vậy? Ghê không? Nhanh quá hả? Nhưng mà nhìn anh cũng vậy. Cảm ơn em. Em cũng vậy. Gì? Em đẹp hơn. Em đẹp hơn. À, em đẹp hơn chính xác. Hôm nay thì mình đang ở đây là Ngọc Sương Seafood and Bar. Ngọc Sương thì là một cái nhà hàng đã có từ năm 1950 mấy cơ. Của người Việt và chuyên về hải sản. Nơi này là không gian rất là to, rộng và ở số 8 Nguyễn Siêu. Anh nghĩ là nó phù hợp cho những cái dịp mà gia đình lớn, group lớn hay tiệc tùng mình tới đây mình ăn ngoài trời cũng có quầy bar. Yeah, quầy bar là cái lý do mà Dustin rất thích ở đây. Ngọc Sương em có bao giờ nghe tới chưa? Dạ có. Có em đúng không? Em nghe tới rồi nhưng mà em chưa có cơ hội đến. Lần đầu tiên em tới luôn. Anh nhớ nhất một cái món của Ngọc Sương mà hồi nhỏ xíu ba mẹ dẫn anh đi ăn là gỏi cá mai. Có bao giờ nghe chưa? Quê em là ở Phan Thiết, cá mai em ăn rồi. Ok. Thì lát nữa mình sẽ có những cái món ăn liên quan đến seafood, hải sản. Chúng tủ không? Không có uổng công là cũng để cái bụng kêu rột rột từ nãy. Vậy bây giờ mình uống nước tí nha. Và Đức Sinh sẽ pha một ly nước cho Diệu Nhi. Dạ. Nhưng mà hình như Diệu Nhi không có uống cồn được. Dạ không được, bình thường là em sẽ uống được. Nhưng mà hiện tại em phải đang uống thuốc điều trị bị khớp. Em đang bị thoái hóa hai cái đầu gối. Em bị lâu rồi nhưng mà em không có đi khám. Tại em nghĩ nó bình thường. Chỉ là nhó thôi, nó bình thường. Nhưng mà càng ngày em mang giày con gót nó càng đau. Cho nên là em mới đi khám bác sĩ. Thì bác sĩ nói em là em bị thoái hóa khớp gối. Em hỏi gì cái bệnh thoái hóa này á? Con nghe nói là phải lớn tuổi thì mới bị. Thì bác sĩ nói em là 30 tuổi rồi mà còn trẻ gì nữa. Nói chung là bác sĩ nói cái bệnh này càng ngày càng trẻ hóa đi. Và do em ăn uống có thể là không có đủ chất nữa. Mà thật sự là đó giờ em ăn uống không đủ chất thiệt. Tại vì em ăn ít đó để mà em ép có đi cân. Tập không? Ngày xưa em đâu có đi tập đó. Sau này em mới là tập gym. Mà đến khi em tập gym là bác sĩ cấm không cho em tập gym. Tại vì đã quá trễ rồi nó. Đúng rồi, không cho em chạy bộ luôn mà. Nói chung là không được làm những cái gì mà nó tác động mạnh lên hai cái khớp gối của em. Có bị suy sụp tinh thần khi nghe vậy không? Hơi hết hồn thôi chứ cũng không đến nỗi suy sụp tinh thần. Em cảm thấy là đúng là ngày xưa mình cứ không có nghĩ đến sức khỏe của mình. Em cũng không hề uống vitamin hay là cái gì bổ sung luôn mà. Thì sau này bắt đầu là phải uống nè. Cho nên em không uống cồn được. Tại uống cồn là giả thuốc. Ok, giờ mình pha nước. Dạ. Listen to me. Bỏ cái này ra. Wow. Lát mặt lại. Tại vì cái áo này nó chỉ là phục vụ thời trang thôi quý vị. Mình sẽ pha một ly mocktail. Ly này có tên là Rainbow. Hoàn toàn không có cồn, mà là mocktail làm từ trái cây chế biến bởi Andros. Nghe mùi hơi chua chua. Chua chua của Surrey. Ừ. Chè lài, thanh long đỏ. Cái mặn mặn là tắc muối, cái chân kia tắc muối mà em ăn á. Nó không có bị ngọt, anh uống vô nó mát mát mà nó không có ngọt. Cheers. Mời anh. Mời em. Ai cũng biết là Diệu Nhi đi từ sân khấu nè, đi sang điện ảnh từ cái vai diễn mà Linh Đan trong Chiến dịch chống ế đúng không? Dạ đúng, phim sitcom. Như sau đó tham gia rất là nhiều những cái bộ phim điện ảnh khác, rồi có các game show, chương trình truyền hình thực tế. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn. Đây là một cái món cơm chiên giòn với lại thịt cua. Ở dưới là cơm chiên giòn mà làm một cái phần canapé là cái phần ăn nhỏ giòn vậy là gợi nhớ đến cái món bánh chưng chiên á. Ở trên là phần thịt cua. Nghe là hấp dẫn đúng không? Mời em. Ủa mà mình ăn bằng gì em nhỉ? Ăn bằng tay à? Đúng không? Ăn tay được đúng không? Cái này là gọi cái xương. Ok.
ok, là gọi cả là mai. Phần hai người mà đúng không chị? Một người đã ăn một phần. Cho một mình em ăn luôn á. Thôi, ai mà làm như vậy được. Không, em ăn, ăn thích thì ăn thôi. Dạ, em mời anh dùng. Em ăn đi, anh mời em. Một mình em ăn á. Thôi ăn, mà, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn thử đi. Xin phép nha. Ừ. Như xin phép quý vị khán giả. Nghe cũng phải ngửi trước khi ăn nè. Ừ. Anh nghe nó giòn không? Nghe. Đó là cái cơm chiên giòn. Có mùi cua không? Có. Mùi cua trên nè. Còn bên đây nó sẽ làm món gỏi cá mai mà em đã từng biết. Nhưng cái gỏi cá mai này được đầu bếp ở đây làm lại theo kiểu canapé, là một cái phần ăn nhỏ vừa miệng. Nó cũng vẫn có bánh tráng cuộn ở ngoài, có cá mai, có rau thơm, dưa leo. Ở trên là một cái sốt đậu phộng sapphire. Nghe kiểu rất là fancy. Đúng rồi, em chỉ đơn giản là gọi cá mai thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà bây giờ nếu anh đem dĩa cá mai xong rồi em đưa chén nước mắm, chén tráng tương xong rồi em ngồi em cuốn thì em không dám ăn. Không, em ăn được. Em ăn được hả? Em cũng tưởng vậy á. Wow, nó sành điệu quá. Rồi bây giờ ăn xong mà không dính son đi. Xin phép mọi người. Ở dưới đây là sỏi hả? Chính là muối. Muối à? Anh nghĩ là muối biển. Muối to á. Muối hột đúng không? Ồ, hột to như sỏi á. Không, người ta không có tất cả những cái đồ. Ôi chết garnish. Rồi. Ăn liền. Sốt rồi. Ăn liền. Đây khăn giấy. Có phải là hương vị đó không? Là nó hả? Sốt đậu phộng. Đầy đủ tất cả các hương vị luôn. Đây là một kiểu phiên bản nâng cấp lên của gỏi cá mai. Giống như Diệu Nhi bây giờ là một phiên bản nâng cấp lên của Diệu Nhi 10 năm trước chẳng hạn. Đúng không? Đúng rồi. Cái gì là nâng cấp nhất đối với Diệu Nhi bây giờ so với thời điểm 10 năm trước? Em nghĩ chắc suy nghĩ á. Suy nghĩ hả? Điều gì đã làm cho sự tích cực của em? À không, ngày xưa em suy nghĩ nó đơn giản hơn. Đặc biệt hôm nay mình có một cái món nữa mà à, còn nữa hả? Tặng cho Diệu Nhi đó là bánh muffin. Bánh muffin này mình muốn tặng sinh nhật cho Diệu Nhi. Tại vì không biết tới lúc mà sinh nhật thật sự á thì có gặp được Diệu Nhi hay không. Cho nên thì Diệu Nhi hãy ước và thổi nên trước đi rồi Dustin sẽ giới thiệu nha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Cảm ơn anh. Cảm ơn ekip, cảm ơn chương trình. Thank you everyone. Em ước là những bộ phim này của em sẽ thành công rực rỡ, được khán giả yêu thích những vai diễn mới của em. Tháng 5 mọi người. Để anh giới thiệu một chút về cái bánh này là bánh muffin. Bánh muffin này thì bên trong rất là đặc biệt là dùng cái mứt filling blueberry Việt Quốc Andros. Đã có một sản phẩm làm filling là dùng để bỏ vào bánh để mà mình nướng. Có những cái sản phẩm mà khi mình bỏ vào bánh trái cây mà mình nướng nó sẽ bị chảy nước hoặc là nó không giữ được cái độ cái form á, thì cái Andros filling này á nó sẽ giúp cho mình nướng bánh, mình bỏ chân bánh nó sẽ không bị chảy ra. Và ngoài ra còn có thêm Andros IQF, họ dùng đây là trái cranberry. Đây là blueberry. IQF là sản phẩm cấp đông nguyên trái. Em mời anh. Trở lại với Diệu Nhi, khi mà Dustin biết Diệu Nhi là Diệu Nhi có một cái vai diễn là Linh Đan đó. Đến bây giờ thì Bảy Ngọt Ngào cũng vẫn là nhân vật Linh Đan. Dạ vâng. Thì chúc mừng Diệu Nhi, bạn giữ được một cái nhân vật mà suốt hơn 5 năm đúng không? 7 năm cũng là cột mốc mà 7 năm em được khán giả biết đến và yêu thương em. Nó cũng là một cái chuyện mừng nhưng mà nó cũng là một cái áp lực của em. Áp lực rất là lớn khi mà em nhận cái kịch bản cái phim 7 Ngọt Ngào này. Có lớn như cái áp lực lúc mà bạn vừa mới nhận cái vai Linh Đan ở trong sitcom không? Không. Lúc đó bạn nghĩ sao? Lúc đó em rất hồn nhiên anh. Cái quá trình casting của em á, nó cũng không như những người bình thường. Là mọi người đã casting rất nhiều lần rồi nhưng mà vẫn không chọn ai được vào vai Linh Đan. Và sau đó khi mà em đóng phim xong á, thì bên nhà sản xuất mới kể em nghe một câu chuyện là kêu em lên casting. Thì em casting xong rồi em đi về nhà thì tất cả mọi người cũng không đồng ý là mời em. Mọi người nói là cái ngoại hình của em nó quá tệ, mọi người nói em không đẹp. Trong khi hai nữ chính còn lại là chị Sĩ Thanh và chị Gia Gia Trân Nhi, quá đẹp, quá bốc lửa, cái thời điểm đó rất là nổi tiếng hơn em nữa. Em chỉ là một sinh viên trong trường sân khấu điện ảnh thôi. Có một chị trong nhà sản xuất á thì nhất quyết là phải chọn em. Thì thế là em đóng phim và sau đó là chị cũng chứng minh được cái sự lựa chọn của chị với công ty là đúng.
và em cũng chứng minh được cho mọi người thấy là cái khả năng của mình. Không phải là sắc đẹp thì mới có thể giải quyết được mọi thứ. Không phải vai diễn nào cũng cần phải đẹp lung linh. Em có công nhận không? Em công nhận. Nhưng mà ngày xưa em đi học em cũng chỉ nghĩ là một diễn viên đó thì mình chỉ cần diễn giỏi thôi. Nhưng mà sau này em thấy em nghĩ hơi thiếu. Diễn giỏi là một chuyện nhưng mà cái vấn đề mình phải châu chuốt, không có cần phải là quá xa hoa về cái ngoại hình của mình, nhưng mà ít nhất cái quần cái áo nó cũng phải đàng hoàng. Ngày xưa em còn mặc cái quần thể dục với cái áo lớp của em để em đi casting. Rồi em chỉ nghĩ đơn giản là mình chỉ cần tập trung vào diễn xuất. Sau này em biết là mình nên tập trung đầu tư thêm cái vẻ ngoài của mình nữa. Thì nhiều khi người ta nhìn người ta cũng thấy có cái ấn tượng ban đầu hơn. Là ấn tượng ban đầu mình đặt vô người ta là người ta không muốn kêu mình rồi, chứ đó mà còn có cho mình cơ hội để mà chứng minh khả năng diễn xuất. Bây giờ thì Diệu Nhi đã thay đổi cái hình tượng thời trang hơn. Ngọc nữ, lady. Trời ơi, đúng không? Có mình anh kêu em là ngọc nữ rồi đó. Đâu ai kêu em là ngọc anh nữ. Anh vẫn thấy em rất là đẹp mà. Không, em nghĩ em hợp với lại điên nữ hơn là ngọc nữ. Em vẫn đóng những vai đào đẹp có. Em có đóng đào đẹp ở trên sân khấu và trong phim luôn, điện ảnh luôn, có không? Không, ở sân khấu thôi. Đào đẹp trên sân khấu nó khác với đào đẹp ở trên điện ảnh như thế nào? Tại vì đào đẹp trên sân khấu thì có thể make up và khán giả nhìn xa vẫn thấy đẹp. Nhưng mà đào đẹp trên điện ảnh rất gần. Hiểu. Em đâu có đẹp đâu. Em dễ nhìn, dễ thương. Có duyên. Đáng yêu. Đó là đủ lắm rồi. Có nhiều người mơ ước được như vậy em. Bây giờ mình thấy là người đẹp thì nhiều. Để làm một người đẹp cũng không khó. Có nhiều cách. Nhưng mà làm sao để mang cái đẹp đó và nó làm cho người ta nhớ mãi và không nhầm lẫn với một ai khác đó. Cái đó mới là khó. Anh nhớ mãi cái vai diễn của em Linh Đan chứ gì trong sitcom đến bây giờ. Một cô gái nổi bật, không phải vì cô ấy đẹp. Thật sự là lúc đó là em chỉ nghĩ đơn giản là tập trung vào diễn xuất khi mà em nhận cái vai diễn đó. Em hết mình về vai diễn luôn. Đến khi mà cái vai diễn được mọi người đón nhận thì lúc đó là em mới bất ngờ. Chứ khi mà em quay em cũng không có lường trước được cái hiệu ứng nó như thế nào đâu. Vai diễn này của em có phải là vai chính trong phụ phim Bảy Ngọt Ngào? Phim này của em không có ai là vai chính hay là không có ai là vai phụ hết. Câu chuyện nó xảy ra xung quanh tất cả các diễn viên luôn. Và mỗi người sẽ có một câu chuyện riêng. Và mỗi người sẽ có một cái câu chuyện trọng điểm xảy ra trong phim rất là quan trọng. Trong những vai chính rồi. Trước cái vai diễn này, theo anh được biết là em có rất nhiều vai chính trên sân khấu. Và đa số các vai diễn trong điện ảnh thì là vai phụ. Em có nói với anh ở trong karaoke với Dustin á, thầy của em nói không có một vai diễn nhỏ. Đúng rồi. Chỉ có những người diễn viên nhỏ thôi. Dạ đúng rồi. Từ trước thì em chưa bao giờ chê vai hay là ủa sao người ta đóng vai chính mà mình cứ đóng vai phụ, hay là khi mà mình đi đóng vai phụ mình lại muốn là mình sẽ được nhiều phân đoạn, nhiều đất diễn hơn vai chính. Em chưa bao giờ em nghĩ vậy hết. Tại vì lúc nào cũng nhớ cái câu đó của thầy em hết. Cách nào và để mà mình tỏa sáng cho một cái vai bất kỳ? Em không có suy nghĩ đến cái cách mà làm mình tỏa sáng cho một bộ phim hay là cho một cái vai. Khi mà em nhận dự án thì em chỉ suy nghĩ là mình làm cách nào để cho cái nhân vật này á mình thể hiện cách tốt nhất và khán giả thấy được cái nhân vật ở trong bộ phim, chứ không phải là thấy em ở bên ngoài. Em chỉ suy nghĩ là làm cách tốt nhất khi mà khán giả coi phim là cái phim nó phải logic và cái nhân vật mình, cái tâm lý nó phải logic thôi. 3 năm trước thì em nhận một giải Mai Vàng cho vai diễn Thảo trong vở kịch Ma Nữ Si Tình. Em có kỳ vọng là mình sẽ có một cái giải thưởng nào đó cho những vai diễn điện ảnh không? Em thích. Em có em đặt thích kế hoạch cho những đó không? Không, em có nghĩa là mình sẽ phải có một cái mục tiêu mà mình phải vươn tới đó không? Ngày xưa em có. Ngày xưa lúc mà còn trẻ đó thì em có là mình phải đóng phim phải có đặt giải. Phải có đặt giải luôn. Phim hả? Phải có giải. Mình phải có giải diễn viên rồi này kia nọ. Nhưng mà sau này em cảm thấy cái đó nếu như mà được thì em vui. Nó như là một món quà của em thôi. Nhưng mà còn nếu như không được cũng em cũng không phải là mình phải có cúp, mình phải có giải mình này kia. Em không phải vậy. Nếu được thì em vui thôi, chứ không phải là em phải mong, em cầu nguyện, em khấn hàng ngày để mà em có được cái giải. Em chỉ mong là em có được những cái vai diễn lạ để mà em có thể thử sức thôi. Để có thể đánh giá được thực lực của một diễn viên, người ta thường sẽ nghĩ đến giải thưởng, đúng không? Nếu mà em nói vậy thì các bạn diễn viên sẽ nghĩ là mình cũng muốn giống Diệu Nhi và không cần phấn đấu cho một cái giải thưởng nào hết, chỉ cần diễn tốt vai diễn của mình là được, thì có đúng không? Em nghĩ chỉ là một phần thôi, một số người suy nghĩ như vậy thôi. Tại vì ngày xưa em quyết định là em làm diễn viên á, thì tất cả mọi người xung quanh đều nói với em là một người không có điều kiện để đầu tư, không có mối quan hệ, không có người chống lưng. Cho nên chắc chắn em sẽ không bao giờ làm diễn viên và em không có tồn tại được trong cái nghề này. Với cái bản tính hơi hiền. Em hiền hả? Hơi hiền, hơi lành tính, không chiêu trò thì em sẽ không bao giờ tồn tại được. Thì em mới tức
Em nói em chỉ có cái đam mê thôi. Những người khác có thể là họ có tiền, họ có người chống lưng, họ có cái này có kia, tất cả mọi thứ như mọi người ngày xưa hay nói vậy. Thì khi mà em vào nghệ thuật thì ba mẹ em cũng nghĩ là chắc cũng không có bền đâu. Em muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy là em là người không có gì hết. Thì em có được ngày hôm nay. Cho nên những gì anh nói lúc nãy em nghĩ chỉ là một số người thôi. Đánh giá diễn viên dựa trên những giải thưởng mà họ đạt được cũng không phải là một cách đánh giá đúng, đúng không? Ca sĩ thì người ta đánh giá giọng hát, còn diễn viên thì chắc là phải đánh giá vào khả năng diễn xuất chứ hả, và khả năng hóa thân. Nếu như em không có nhiều cái cơ hội là chắc là do cái khả năng em chưa tới, em chưa có nhiều trải nghiệm, chứ không phải là do em chưa có giải thưởng gì. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái phần thử thách nhỏ dành cho Diệu Nhi. Trước đến giờ thì mình biết là Diệu Nhi rất thích trai đẹp. Anh à? Em thích trai đẹp á? Ừ. Ai cũng thích trai đẹp nha anh. Đúng rồi. Nhưng gái trai đẹp em vẫn thích. Nhưng mà hôm nay anh sẽ lựa cho em một vài cái tên và hình ảnh của những trai mà đúng gu của em. Who would you rather là bạn sẽ thà là làm cái này với ai? Mình sẽ có một sắp trai đẹp ở trong đây. Ok. Khi mà anh dở ra thì em sẽ đưa vào hai bên. Một bên là em sẽ chọn ngủ với họ. Một bên là đây là người mà tôi thà ngủ hơn hay là tôi thà cưới hơn? Không, em không có ngủ. Ở ngoài đời em không có hỏng như vậy đâu mọi người. Không, đây là giả dụ thôi. Nếu mà trong cái list này thì mình sẽ đưa họ vào danh sách nào trong đầu mình? Là do cái cuộc chơi này. Đúng. Nó ép buộc có hai cái lựa chọn thôi. Đúng rồi. Chứ ở ngoài đời là không có lựa chọn này. Đúng, tới khi nào mình hết list thì thôi. Em đâu có ngủ với ai đâu. Đúng rồi. Vô này ép em ngủ với tùm lum hết chứ. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Park Seo Joon. Thôi, cho em quen chơi được không? Chị đưa thêm một cột nữa là gì? Làm bạn hả? Ừ. Làm bạn nha. Làm bạn thôi. Thêm một cột nữa làm bạn nha. Làm bạn đi. Isaac. Trời, cái này á là anh phải kêu Isaac tới đây rồi anh đưa hình em. Mới đúng, coi kêu Isaac lựa chọn đi là cột nào. Thì em làm bạn hay là làm bạn chồng? Ơi. Làm bạn. Hyun Bin. Khó xử quá. em có thể thay đổi cái vị trí làm bạn đó. Bỏ người đó ra, thế người khác vô. Chắc phải là chồng á. Là chồng nha, rồi chúng ta đã có làm bạn và làm chồng rồi á. Tố chất gì của ảnh mà thích làm chồng nhỉ? Ảnh đẹp trai và ấm áp. Ấm áp là một người chồng phải ấm áp và chiều chuộng đúng không? Dạ đúng rồi. Lý Vĩnh Phát. Bé Phát này còn trẻ con lắm. Làm bạn. Làm em. Làm em. Justin Bieber. Em không phải là cuồng, thôi làm bạn thôi. Thuận Nguyễn. Ơi, Thuận Nguyễn hả? Có một đợt muốn làm vợ Thuận Nguyễn lắm. Ủa vậy hả? Đợt đó là mới quen, mới biết bạn hay sao? Không, em diễn chung với Thuận là thân lắm. Thì tố chất gì của Thuận khiến anh muốn làm vợ của Thuận? Thuận là một người rất là ấm áp, giống như là anh Huynh Bin vậy đó. Nhưng mà lại gần mình, thở chung một cái bầu không khí với mình thì nó hiện thực hơn. Nhưng mà Thuận hiện tại là xem như là em thôi. Bởi vì Thuận rất là dễ thương. Tom Holland. Không, bình thường à. Thường không mê. Lee Dong Wook. Chồng em. ngủ đi anh. Ngủ. Đây là style của em á, đúng không? Đúng rồi. Một trái tim rất là dễ thương. Da trắng. Mặt thanh tú. Đúng dạ, không? Dạ đúng. Slim. Đúng rồi, rất là đẹp. Thanh mảnh, cao, đúng không? Giọng nói thì sao? Thích giọng ấm áp hay là không quan trọng, giọng gì cũng được. Nói gì chứ là không quan trọng, giọng gì cũng được, quan trọng là ảnh. Ngủ. Lee Dong Wook. Xin lỗi mọi người, tại vì cái trò chơi nó ép chứ không phải là mình ham hố gì đâu. Ngủ nè. Chồng em. Cho em về luôn, Thuận làm bạn. Làm chồng là Hyun Bin. Ê em, chồng em đây mà. Cái đó ngủ. Nhưng mà em muốn là chồng em. Là vừa ngủ vừa làm chồng luôn. Ờ. Thì cũng em được, thủy. Tặng thêm, em chung thủy lắm. Ờ ok, dễ thương lắm, trời ơi. Gần đây anh thấy là cái phong trào mà tham gia game show á ở Việt Nam á rất là nở rộ. Và có rất nhiều nghệ sĩ rất là bén duyên với lại game show. Và họ cũng nổi lên từ game show nữa. Nhưng mà cái việc mà tham gia tần suất game show xuất hiện quá dày đặc. Chính những người khán giả là những người mà họ kêu ca là trời ơi, tại sao người này xuất hiện hoài, em bật kênh nào cũng thấy. Có phải là game show là một cái lựa chọn đúng đắn để mà một số nghệ sĩ có thể đưa cái tên tuổi hình ảnh của mình đến gần với công chúng hơn hay không? Em thấy không chỉ là Việt Nam mình đâu mà nước ngoài rất là nhiều game show. Có những cái game show như là Running Man đi. Em đã coi đến năm nay là 11 năm rồi đó. Ngoài Running Man rồi những cái nước khác nữa cũng có rất rất là nhiều game show mấy năm luôn. Và bản thân em cũng coi rất là nhiều game show từ hồi nhỏ đến lớn.
thì em nghĩ ngoài phim truyền hình ra để tiếp cận khán giả nhiều hơn. Tại vì phim điện ảnh thì anh biết không, đâu phải ai cũng có điều kiện để mà đi ra rạp xem phim đâu. Nghệ sĩ tham gia game show để mà gần khán giả hơn là cái chuyện bình thường. Bản thân em thì em sẽ có một cái giới hạn cho bản thân mình là em sẽ nhận những cái game show như thế nào, bao lâu một show. Em thích là em nhận. Vậy hả? Và em có thời gian, nếu em sắp xếp em tham gia được thì em nhận. Có một cái đợt em đi đóng phim á, phim dài tập, phim gia đình là số 1 á, em quay phim không, em không có thời gian mà em tham gia game show luôn, thì khán giả nói sao lâu quá không thấy em xuất hiện. Thế là khi mà em quay phim xong á là em phải tham gia một vài game show lại. Em nghĩ là do sở thích của mỗi người nữa. Sao Nhập Ngũ có phải là một game show mà em thích thật sự? Em Sao Nhập Ngũ là một cái game show em rất là thích. Nói anh nghe, em ước muốn là 30 tuổi, trước khi 30 tuổi là em phải tham gia Sao Nhập Ngũ. Một không thì cũng phải là Cuộc Đua Kỳ Thú. Đã tham gia rồi và đã làm được điều đó trước 30. Thì đó, xong rồi về đi khám là bác sĩ phán là không vận động mạnh nữa. Sau cái đó luôn hả? Tại em đã bị lâu năm rồi. Nhưng mà sau Nhập Ngũ thì bác đại mới về là em đi khám luôn. Vận động quá mạnh đúng không? Dạ. Bò trường này nọ chắc là cực. Và chưa bao giờ em tập luyện nữa. Chưa, em chỉ mới em tập gym thôi. Em liều lắm luôn á. Em chỉ mới tập gym thôi và em tập thể lực. Nhưng mà tập trong Sau Nhập Ngũ nó có bị căng thẳng đến mức như là tập gym? Tập gym, tập thể thao. Mình mệt mình có thể nghỉ. Hôm nay mình có thể tập thôi, chị mệt quá rồi, em ơi mai chị tập tiếp nha. Nhưng mà trong Sau Nhập Ngũ á, cái thử thách đó, cái sức mình đang vậy nè, mà cái thử thách nó đang như vậy nè anh. Mà nó càng khó thì cái bản thân của mình á càng muốn vượt qua được cái giới hạn của mình. Cho nên là sau cái Sau Nhập Ngũ đó em cũng trưởng thành lên nhiều lắm á, ý chí hơn, mạnh mẽ hơn. Ngoài ra có những cái game show mà trên truyền hình gần đây á, mình thấy là có những nghệ sĩ họ sẽ nói rất là nhiều và họ nói lấn át những người khác chẳng hạn. Đây là dựa trên ý kiến của những người khán giả, comment của người xem. Thì theo em là như thế nào là vừa đủ? Có nghĩa là hoạt ngôn đó là do nghệ thuật giao tiếp, nhưng mà cũng có thể do là họ nói nhiều và không control được. Thì điều gì nó tạo nên sự khác biệt giữa một người nói nhiều và một người nói hay? Khi mà tham gia một game show á là phải nói anh. Cái tính chất của game show nó như thế nào là phải nói. Nhiều khi biên tập nó là phải nói lên cái quan điểm đó, phải nói. Và một số khách mời khi mà họ tới á, họ không có giỏi nói thì buộc những người chủ chốt ở đó phải nói thay lên luôn cho khách mời, nếu không là về dựng không được. Có bao giờ em tham gia một cái chương trình nào mà cắt dựng hậu kỳ á, là làm bóp méo nhiều thông tin? Em cảm thấy tiếc bởi vì những cái tới ý của em không được thể hiện đúng như những gì mà nó đã diễn ra. May mắn cho em, trộm vía là hầu như là chưa. Bởi vì đa phần những cái chương trình em tham gia là giải trí nhiều hơn. Có một cái điều nữa mà Dustin nhận thấy gần đây đó là gu thời trang của Diệu Nhi đã được nâng cấp lên. Đúng không? Đúng không? Dustin cũng thấy Diệu Nhi xuất hiện trên TikTok của Ngọc Trinh cũng rất là đẹp thời trang. Không biết là làm sao bạn có cái sự thay đổi này? Có thể là do em chọn được bạn stylist hợp tuổi, hợp mạng với em, làm hợp nhau, hiểu với nhau, làm bảo luận. Và dạ, và trước đó em cũng làm rất là nhiều stylist rồi. Và mọi người làm cho em cũng rất là tốt. Và đến khi càng làm với lại ngày xưa một phần nữa là tiền không có nhiều. Đầu tư không có. Cho nên là ngày xưa các anh chị và các bạn làm cho em á cũng là thương em. Đó, vừa làm vừa tặng, vừa cho. Thì như vậy đó. Xong rồi sau này càng ngày em cảm thấy em cũng có thêm một chút tiền để mà đầu tư hình ảnh cho mình rồi á, thì mạnh tay lên một chút xíu. Em có thấy là cái style của em cũng có cái sự tương đồng với Ngọc Trinh không? Không đâu, thật ra khi mà cái thời trang á, mỗi khi mà nó thay đổi á là tất cả mọi người đều cập nhật chứ không phải chỉ là em. Và quan trọng là khi mà chị Trinh cập nhật thì em cũng cập nhật và một số người khác cập nhật nữa. Chẳng qua là hai chị em chơi với nhau hay nói chuyện hay là tương tác với nhau, thành ra là mọi người rất là hay để ý là hai chị em giống nhau. Cho nên em không phủ nhận gì hết, em cũng cảm thấy bình thường, vui mà. Bạn bè ai trên thân cũng giống nhau hết. Dạo gần đây em có thấy ở trên mạng xã hội mình nha, có một cái trào lưu đó là lập group anti-fan mới. Năm 2020 có lẽ là cái năm mà được gọi là có nhiều group anti-fan được lập ra nhất. Em nghĩ là cái việc mà người ta lập group anti-fan như vậy thật sự là họ có thành kiến, họ không ưa một người nào đó hay là một lý do nào khác, em có từng suy nghĩ không? Một người nghệ sĩ sẽ có người yêu, có người ghét là một cái chuyện rất là bình thường. Làm sao mà làm dâu chăm họ mà 100% phải bắt buộc 100 người đó phải thích mình? Mình đâu có quyền ép họ thích mình đâu. Mỗi người đều có quyền công dân khác nhau. Mình chỉ làm sao mà mình cố gắng tốt nhất cho công việc của mình. Mình không làm hại ai, không ảnh hưởng tới ai là được. Còn việc người ta yêu ghét mình đó là cảm xúc cá nhân của mọi người. Cho nên em không thể nào mà kêu người ta là không được lập group, không được ghét tôi hay là gì hết. Đâu có ai muốn mình bị lập group anti-fan đúng không? Nó xảy ra là ngoài sự mong muốn của mình. Nhưng mà nó đem lại những cái hệ quả nặng nề không kém. Có những người phải giải nghệ, có những người phải ngưng cái sự nghiệp của họ một thời gian. Mình luôn phải có thủ một cái cách nào đó để mình đối diện với chuyện đó nếu nó xảy ra, nó rớt xuống đầu mình. Em nghĩ nếu là em thì trong trường hợp đó em sẽ làm gì?
em sẽ đi bụi. Em sẽ đi luôn. Em sẽ bỏ chốt. Bỏ xứ. Em sẽ bỏ xứ mà đi. Là phải tắt hết các cái mạng xã hội. Không anh. Để. Để chứ, bình thường mà. Để rồi em sẽ mở lên em coi đi. Rồi em sẽ bị điên á. Không anh, em không. Ngày xưa em đã bị rồi mà anh. Anh đã bị rồi hả? Ồ, ngày xưa khi mà em đóng chiến dịch chống ế á, 1-2 tập đầu là hoàn toàn là chửi em không mà. Nhưng mà đây là lập group anti-fan một cách có hệ thống. Nó nâng cấp hơn ngày xưa rất là nhiều. Nhưng mà em cảm thấy những cái ngôn từ mà làm ảnh hưởng đến người nghệ sĩ nó cũng giống như ngày xưa mà em đã từng trải qua cảm giác đó rồi. Từ đó là em cảm thấy là những cái gì mà nó tiêu cực á là mình không có để tâm lắm. Mấy tập đầu là sitcom giống như chống ế là em bị chửi rất rất là nhiều luôn. Nhưng mà đến khi mà mấy tập sau bắt đầu mọi người xem cái cách diễn của em á, những người chửi em lại quay ra khen em. Mình hãy cố gắng để chứng minh bản thân của mình. Nếu như cái dự án này á người ta không thích thì ok, mình sẽ tiếp tục chứng minh ở những cái dự án sau. Chứ còn việc yêu thích ghét, cho dù mình có chứng minh đi chăng nữa, mình thở thôi, người ta cũng không thích mà. Cho nên cách của em chọn sao là im lặng, bỏ xứ, đi bụi. Dạ đúng, em sẽ đi bụi. Đi bụi khi nào là im thôi. Chừng nào em thôi. Kinh nghiệm cho thấy là một cái scandal hay là một cái sự vụ gì nổ ra thì cũng sẽ có lúc chìm xuống và một cái sự vụ khác nổi lên tiếp. Bây giờ mọi chuyện cập nhật quá nhanh. Anh biết không, nhiều khi mà em ngủ một giấc buổi trưa dậy thôi đó mà em theo kịp không nổi luôn á anh. Em không biết chuyện gì đang xảy ra, mọi người mà đang nói về cái vấn đề gì luôn á. Để xin cùng chị mong là qua cái cuộc nói chuyện này á, bản thân mình và những người xem cũng nhận ra được là thay vì dịu như nó là tích đức á, thì mình sống hiền lành ngay từ cái kiếp này thôi. Không ganh đua sân si với một ai cả, hoặc là luôn luôn nhẫn nhịn mọi bước. Thật ra em cảm thấy đâu phải những người mà bị lập group anti-fan hay bị ghét là do người ta ăn ở hay là gì đâu. Bản thân em cũng có thể là có group anti-fan mà em không biết. Nhưng mà bản thân em cảm thấy, ủa em cũng ăn ở bình thường mà, em đâu có đối xử ác với ai hay là gì đâu. Thì em nghĩ cái đó là người ta hứng lên thì người ta làm thôi anh. Chứ không phải là do cá nhân một cái người nào đó làm hại gì ai hay sao hết. Đồng ý. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trò chơi hại nhau giữa Dustin và Diệu Nhi. Trò chơi thà chết còn hơn. Em đã coi rồi đúng không? Vậy anh nghĩ em có giải đáp hết những cái tò mò của anh không? Thì nếu em không giải đáp được, em không trả lời được câu hỏi nào mà anh đặt ra thì em phải uống một ly. Ngược lại anh cũng vậy, nếu anh không giải đáp được tò mò nào của em á thì anh sẽ phải uống một ly. Chúng ta vậy có 6 ly nước thường và 6 ly nước thánh. Justin chấp nhận luật chơi này. Diệu Nhi bị ép chấp nhận cuộc chơi này. Nhưng mà vẫn phải chấp nhận. Bây giờ ai đọc trước? Ai đọc trước đi. Diệu Nhi ơi, hãy kể về 3 lần phát cơm chó của Diệu Nhi và người yêu. Lần thứ nhất là em đăng hình em và ảnh em đang nằm trên bãi biển và ảnh là người đứng chụp hình selfie. Lần thứ hai là cơm chó hả? Cơm chó đó. Lần thứ hai là em đang ngồi và em chăm sóc vết thương cho ảnh. Em cũng đã đăng hình rồi. Và lần đăng hình cuối cùng là hình cưới của em với ảnh chồng của em á, anh Lee Dong Wook á. Ôi vậy hả? Em đăng hết trên mạng xã hội rồi. Cơm chó của em đó. Anh nói là hình ghép mà. Ai nói là hình ghép? Hình ghép mà. Anh ơi, người ganh tị sao nói là hình ghép đó anh? Trả lời thành thật nha, không thành thật là ảnh hưởng sự nghiệp nha. Trả lời thành thật cái cơm chó của em chứ còn cái gì nữa. Nhưng mà người yêu. Người yêu của em là tấm hình trên bãi biển. Em nằm ở đó và ảnh đã chụp hình selfie. Em cũng đã đăng 2 tấm rồi. Đó là anh GD, người yêu của em. Anh chấp nhận câu trả lời. Ủa tại sao anh không chấp nhận? Cơ sở nào anh không chấp nhận? Người yêu phải là cơm người chó em đã phát rồi. Thì thế nào gọi là cơm chó? Thì hai người yêu nhau, tình cảm với nhau, những cái hình ảnh gần gũi đó. Em chắc chắn. Anh chỉ không nói anh yêu em thôi. Tại vì anh không biết nói tiếng Việt. Nếu như anh biết nói tiếng Việt anh nói anh yêu em rồi. Đặc biệt có bằng chứng nào nói là anh yêu em không? Có. Anh yêu Diệu Nhi không? Anh không lóc em, anh vẫn để em comment ở trong đó. Còn mấy mốt lỡ ảnh có người yêu, ảnh công bố người yêu trên mạng rồi sao? Thì em công bố người yêu khác của em. Em uống đi. Ôi nhưng mà đó là người yêu của em hả? Nhưng đó không phải là người yêu hợp pháp. Gì kỳ vậy? Đúng rồi. Làm sao anh biết được? Chắc chắn. Giờ là anh lấy cho em chứ gì? Ngay giữa luôn. Gần em nhất. Như này á? Đúng rồi. Uống cái ực hả? Uống cái ực. Nước thánh là nước xuôi, là nước thường là nước ngon phải không? Đúng rồi. Vô. Hen là nước thường. Là ngọt hả? Ngọt lắm. Anh hãy kể tên khách mời kèm chương trình trên Dusting on the Go mà đã phải bỏ quay rồi mà không có đăng vì khách mời quá nhàm chán. Kể tên khách mời đó là ai? Em nói thật nha. Nói thật khi luôn. Mà người ta đi quay á, người ta rất là hy vọng mà khi mà anh nói vậy người ta sẽ rất là buồn.
và có thể là ảnh hưởng tâm lý sự nghiệp của họ sau này. Từ đây về sau ai mời cái gì cũng không dám đi quay. Vậy hả? Em nói thiệt chứ bộ, nó chỉ là một sự né uống của anh thôi, nhưng mà nó là cái tâm lý ảnh hưởng người ta cả đời này. Trả lời. Trả lời đi. Trong chương trình Karaoke with Dustin ngày xưa. Cái gì? Dustin on the go mà cũng là nằm trong chuỗi hả? Là trong cái Dustin on the go là kênh của anh, trong đó có nhiều chương trình. Ủa vậy hả? Ờ, thì Karaoke là chương trình đầu tiên mà anh làm. Lúc đó là anh có mời Diệu Nhi nè, xong rồi rất là nhiều nghệ sĩ nữa. Nhớ không? Thôi em thấy anh nên uống, anh đừng nên nói ra. Sao vậy? Tại vì người ta sẽ rất là buồn. Lỡ có khi nào. Ừ. Thôi uống đi, kỳ lắm. Em cũng thấy buồn. Ba em... cái này nó có độc hại gì đâu, đi mát mà. Uống đi, buồn. Ok á. Ok ok. Uống đi anh. Buồn em thôi. Chọn anh. Thật sự luôn á, vậy thôi cũng là đi gần nhất anh này. Này. Ừ. Em rất là sợ làm mất lòng người khác đúng không? Không, em không phải là sợ mất lòng, em cũng không sợ người khác ghét em, nhưng mà em sợ làm người ta tổn thương. Biết đâu em có thể đem lại một cái giá trị gì đó khi em nói cái điều sự thật ra cho người. Mình nên nói sự thật khi chỉ có hai người là mình với họ, còn khi mình nói ra một cái nơi công cộng thì đó không phải là sự góp ý. Anh đồng ý. Nước đắng giả tật. Nói. Ủa, có quyền không nói hả? Nói. Sao nãy không nói? Nè thì nói vậy thôi, tôi cũng nói luôn cho coi. Thì lát nữa biết liền gì, lát nữa tự đem lại. Nếu được đổi cơ thể, bạn muốn đổi với ai và tại sao? Một câu hỏi quá dễ luôn, em sẽ phải trả lời cho mọi người biết. Nếu muốn đổi cơ thể, em sẽ đổi cơ thể với chị Ngọc Trinh. Tại sao? Không tập vẫn đẹp, ăn nhiều vẫn đẹp, cơ địa ba dòng bốc lửa. Và xung quanh em đã có những người bạn như vậy rồi. Em có biết không, xung quanh em anh cũng có nhiều người bạn vậy. Tức không anh, tức không nhưng, anh. Nhưng sinh con một cái là biết mặt liền. Nếu như là chị Trinh á, nếu như là một người đam mê cái đẹp á, thì cho dù chị xinh hay là không xinh gì chăng nữa thì cơ thể vẫn đẹp. Bởi vì người ta yêu cái đẹp của cơ thể. Em không yêu cái đẹp cơ thể em à? Em rất yêu cái đẹp của cơ thể em, nhưng mà cơ thể em không đẹp. Anh hiểu không? Cho nên hiện tại là em đang yêu những cái không đẹp của cơ thể em. Cái gì mà em thấy không đẹp nhất mà em cảm thấy khó yêu nhất? Đó chính là em không có eo. Em là eo bánh mì, em là eo xung đột vậy nè. Đó là lý do tại sao mọi người rất là thấy em ít mặc đồ ôm lắm. Em có biết là tập được eo không? Nhưng mà cái khung xương của em là nó như vậy. Cho dù có ốm, có tập đi chăng nữa thì cái khung xương em nó là như vậy nè. Còn khung xương người ta là kéo quẩy vô như vậy, anh hiểu không? Thì khi người ta tập nó có hai vòng này. Còn khung xương em nó đã như vậy rồi thì nó tiếp đến là xương hông nè. Nó cách mỗi khoảng này thôi. Nếu mà Diệu Nhi được đổi cơ thể với Ngọc Trinh thì chuyện gì xảy ra nè? Diệu Nhi sẽ... Là chị Trinh sẽ đi diễn hài. Trời em đi làm người mẫu. Đúng là mặc nội y này nọ luôn. Tự tin liền luôn. Tự tin liền. Ê mà nếu mà mình có một cái body như vậy thì mình không sợ, không ngại gì mặc. Cũng có thể mặc nội y để mà quay hình. Đi tắm biển là cũng phải mặc bikini mà. Chứ không lẽ đi tắm biển mặc đồ bộ. Vậy, em đi tắm biển mặc bikini không? Em đi tắm biển mặc bikini chứ, nhưng mà em mặc thêm cái áo khoác bên ngoài. Tại vì mình không tự tin. Cơ thể của mình là mình phải học cách yêu. Anh cũng có rất nhiều khuyết điểm, chân ngắn. Đúng rồi. Đúng. Đúng, ngày xưa em cũng không có thích mấy cái khuyết điểm. Nhưng mà càng lớn em cảm thấy là ủa nó là của mình mà cũng không có thay đổi được. Thì thôi mình phải yêu nó chứ, sao mình ghét bỏ nó được. Đúng rồi. Kể về một lần anh bắt gặp người yêu anh ngoại tình và đọc tên người yêu đó tên gì? Chưa bao giờ gặp anh. Anh là một cái đứa vô cùng ngây thơ và hồn nhiên luôn á. Nhưng mà anh đã là gãy nhiều mối tình chưa? Trước mối tình hiện tại thì cũng có 4 năm mối tình. Do anh nói chia tay hay là người yêu anh nói chia tay? Là do cả hai luôn á. Ừ, vậy là một là anh đã có người thứ ba anh ngoại tình, hoặc là hai là người yêu không phải ngoại tình. Nhưng mà người yêu anh thì không ai ngoại tình. Thôi nếu mà anh thấy vậy thì anh uống đi. Đúng không? Rất tiếc là anh không biết được chuyện đó và anh cũng không bao giờ tìm hiểu chuyện đó. Em có bao giờ tìm tại hiểu chuyện tư. Đó? Ừ, anh vô tư quá. Thôi, uống luôn ly gần nhất này đi anh. Vô. Hãy đánh giá xếp hạng về sự duyên dáng của những diễn viên sau theo thứ tự giảm dần và vì sao. Tiến Luật, Thu Trang, Nam Thư và Huỳnh Lập. Anh động sao là thứ tự y chang vậy? Anh Luật, chị Trang, chị Thư và Huỳnh Lập. Tất cả mọi người thì đều rất là duyên dáng hết, nhưng mà nó về cái kinh nghiệm á thì gừng càng già càng cay. Em có thấy em là một người duyên dáng? Không, em chỉ thấy em là một người dễ thương thôi. Em có tự hào khi được gọi là một diễn viên hài?
ngày xưa em rất vui và rất hạnh phúc luôn khi mọi người gọi em là một diễn viên hài, bởi vì em nghĩ là mang đến tiếng cười cho mọi người, mang đến cho mọi người là mọi người giải tỏa căng thẳng mà. Nhưng mà càng đi tiếp càng muốn diễn nhiều thể loại vai, thì khi mà mọi người gọi em là diễn viên hài thì em rất là sợ. Em cảm thấy em sợ bị đóng khung, em sợ phải mỗi lần xuất hiện của em là phải mang đến tiếng cười cho mọi người. Từ từ cái niềm hạnh phúc đó nó biến thành một cái áp lực cho em. Cho nên là từ đây về sau em chỉ muốn mọi người nói em là diễn viên Diệu Di thôi. Tại vì em rất là sợ mọi người nói em là diễn viên hài. Em sợ lắm tại vì nó áp lực kinh khủng luôn. Nếu mà mình làm không được cái hài hay là mình không còn hài hước nữa thì tự nhiên người ta sẽ đánh giá mình là... Em không phải em sợ cái đó, mà là bởi vì em muốn, em không chỉ diễn hài. Em được đào tạo trong trường điện ảnh sân khấu, em được diễn những cái nhiều cái tính cách nhân vật khác nhau. Và em muốn khi mà lên phim ảnh em cũng có cơ hội, có cái kinh nghiệm diễn nhiều cái thể loại vai khác nhau hơn là cái vai hài. Đó là cái mong muốn của em. Chứ không phải là em sợ một ngày mà mình sẽ hết hài, một ngày mình sẽ hết duyên dáng, một ngày mình sẽ hết mang đến nụ cười. Em đang muốn là diễn nhiều thể loại vai. Thì khi mọi người gọi em là diễn viên hài thì em cảm thấy rất là áp lực. Mình hoàn toàn có thể thay đổi cái hình tượng của mình. Không phải nhất thiết mình luôn luôn thành công ở đây và mình dừng lại đó. Mình có thể biến hóa, có thể thay đổi lĩnh vực. Em đã thay đổi, nhảy từ sân khấu sang điện ảnh, truyền hình, đúng không? Nó đã là một cái thay đổi về định dạng rồi. Thì anh nghĩ đó là một trong những cái điều rất là tuyệt vời. Ví dụ như em đi một con đường dài và nhận ra được mình có thế mạnh hài, nhưng đó không phải là cái mục tiêu cuối cùng mà là mục tiêu của mình là... Dạ đúng. Tại vì thường cái gì mình mà nó có sẵn á thì nó quá dễ dàng với mình, nó không có làm cho bản thân mình phải cố gắng. Nó phải càng nhiều áp lực thì bản thân mình mới có cái sự cố gắng, cái thôi thúc mình là phải vượt qua cái áp lực đó. Chứ thường như anh cảm giác tụi mình giống như là hai ông bà cụ mà kiểu nhìn lại về quá khứ mà mình mặc đồ cũng kiểu giống như là mình muốn mình già hơn á. Không có, mình trưởng thành, mình đỉnh đạt anh, mình không già anh. Mình là đang ở cái ngưỡng cửa là trưởng thành. Trưởng thành. Suy nghĩ sâu sắc. Không già nha anh. Hãy kể về một lần làm việc với khách hàng mà anh phải cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Thôi khách hàng mà. Bà này là nhục chí dễ sợ luôn á. Nhưng mà dễ thương. Khách hàng anh ơi, chén cơm manh áo. Vậy hả? Gánh giác gia đình, có gánh giác gia đình không? Gánh cái thân này là cũng mệt rồi. Thì đó, thì thôi uống đi chứ sao nữa. Đây nè, cái ly này nè. Đúng không? Chứ đúng. Tự nhiên nó kỳ. Cái này có phải có khách hàng không? Là mấy khách có phải có khách hàng không? Đúng. Cũng được. Không được. Mình là hỗ trợ lẫn nhau. Giờ dự nhiên mà chắc mình dẹp luôn cái trò chơi này đó mọi người. Là hôm nay xong là mình cancel dạ luôn cái trò chơi này luôn. Là mai mốt là nghệ sĩ khác mà đi tham gia chương trình này là không có sợ mấy cái này nữa. Vậy hả? Tại vì anh dẹp rồi. Chuẩn bị tâm lý chứ. Đây là ba live, một chuyên mục không thể thiếu của ba stories. Team của Dustin The Go đang rất là thích một cái bài hát mà đi đâu cũng nghe. Bài hát này thì theo Dustin được biết là nằm trong các thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước và ngoài nước nè. Và cũng lọt vào trang trending của YouTube nữa. Em có biết bài Phải Chăng Em Đã Yêu không? Em không những biết mà em còn hát theo được. Hát theo được đúng không? Dạ đúng. Hát theo đúng lời đúng không? Đúng lời, đúng nhịp luôn chứ anh. Đúng tông không? Đúng tông chứ anh. Trong tương lai hy vọng sẽ được nghe Diệu Nhi hát lại bản cover này. Nhưng bây giờ mình phải nghe bản gốc của nữ ca sĩ Yuki San. Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy? Tình yêu ta ngất ngây say được chín tầng trời mây. Quá xa mơ anh lên từng giấc mơ ngày có. Chín tầng trời mây quá xa mời.
Chuki-san, thank you em đã đến với Bà Lại cùng em rồi. Anh được biết là em đã từng đầu quân hoặc là có một cái sự dìu dắt bởi nhạc sĩ Đức Trí năm 2020 đúng không? Lúc đó em có một cái dịp may mắn được hợp tác với anh Đức Trí thông qua một cái dự án nhạc phim điện ảnh. Bài Cơn Gió Về. Dạ đúng rồi, phim đó thì có hai bài là Cơn Gió Về và Anh Và Em. Từ khi nào thì em lại trở thành nghệ sĩ độc lập? Tháng 5 năm ngoái là kiểu là em độc lập luôn. Thế em nghĩ bài hát này á, vì sao mà mọi người lại yêu thích đến như vậy? Năng lượng tươi trẻ của nó cũng như là cái sự tích cực. Nó ra vào đúng cái thời điểm mà lễ tình nhân á, nên em nghĩ là nó khá là phù hợp với mọi người. Bây giờ thì anh rất là vui vì có thêm một người bạn là Chuki-san ngồi cùng với Diệu Nhi với Dustin. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức phần đặc biệt chưa bao giờ có, đó là một sự kết hợp trong ba live mà có vừa có ca hát và hài độc thoại. Chúng ta sẽ có một chương trình ở trong tương lai được sản xuất bởi team Dustin on the Go, đó là Bar Live Special, là sẽ tập hợp những cái phần trình diễn về âm nhạc nè, hài độc thoại nè và drag queen nữa. Hy vọng là sẽ phục vụ mọi người trong thời gian sắp tới. Và đây là một cái hint nhỏ, chúng ta sẽ kết hợp nhiều thể loại nghệ thuật trong Bar Live. Vậy thì tiếp theo xin mời mọi người hãy đến với phần trình diễn của Minh Ti đến từ Sài Gòn Tail. Em chào chị Nhi, chào bạn Chuki và chào anh Dustin. Em là Minh Ti, em là họa sĩ và em cũng là một diễn viên hài độc thoại nữa. Em là một người khá là nhẹ nhàng, tại vì em không có thích những cái thứ mà nó mạnh bạo, mà nó xung đột quá. Kiểu như là đánh nhau rồi cãi nhau, em hạn chế mấy cái đó lắm. Mà mọi người có để ý á, là đa số những cái xung đột á, nó đều bắt đầu bằng một câu hỏi không? Ví dụ như hai người đi ngoài đường đụng nhau, mày muốn gì? Cái chuyện nó sẽ chưa có gì tệ hơn nếu như cái đứa kia nó không trả lời bằng một câu hỏi khác. Giờ mày muốn sao? Ok, hỏi tiếp. Giờ mày muốn sao thế nào? Em thấy là mấy người đó là mấy người có cái tôi cao quá. Em không. Em thích sự nhẹ nhàng, cho nên em cho mình một cái triết lý sống. Em tạm gọi cái đó là triết lý cái tôi lùn. Em làm cái cảnh va quẹt lại nha. Đi, mày muốn gì? Em muốn sống. Muốn xin lỗi mày. Muốn báo hiếu cha mẹ được không? Làm sao mà nó đặt mình được nữa? Hoặc em ví dụ nè, mày có tin tao đặt mày không? Tin. Mày uy tín lắm luôn. Nhìn con chuột là tao thấy tin. Có những cái người mà dân anh chị á, người ta hỏi là: ê nhóc, mày biết tao là ai không? Dạ chưa, nhưng mà rất muốn biết. Can you introduce yourself please? What's your name? Nice to meet you. Hoặc là có những người ta hỏi là: ê mày ngon, mày nói tiếng nữa coi. Dạ không, em dở. Em dở hẹt, giờ em im nè. Thấy không? An toàn không? Đâu ai mất miếng da nào đâu. Thì tại sao mà em lại có một cái triết lý sống như vậy? Nó không tự nhiên. Người em hồi nhỏ giờ nó ốm yếu á, không có được mạnh mẽ như người ta, cho nên em tự biết thân em thôi. Hồi nhỏ em nhỏ xíu nè. Lúc mà em học mẫu giáo là em có chút xíu à, da trắng, đi học là cô giáo kêu em là búp bê. Dễ thương, ngoan ngoãn, nhưng mà bị cái là hơi bệnh. Hay bị mấy cái bệnh lặt vặt, nhất là mấy cái bệnh liên quan đến bệnh đường ruột tiêu hóa. Cho nên á, là mẹ em gửi sẵn cho cô mấy cái quần, để khi nào cô cần á, là cô có, cô xài. Ngày nào cô cũng cần. Lâu lâu ăn đồ mát là ngày cần hai lần. Nhiều khi gọi mẹ đem lên thêm. Cho nên lúc mà em lên lớp 1 á, mẹ không có cho tiền đi học luôn. Mẹ sợ là đi học rồi ăn mấy cái đồ ở trong canteen á, nó đau bụng. Cho nên mẹ chỉ bới đồ ăn ở nhà theo thôi. Không biết mọi người có giống như em không, nhưng mà
không hả chị, được cho tiền hả chị? Dạ quá hạnh phúc chị, quá tuyệt vời chị. Em không chị, cho nên mẹ em cảm thấy em quá thiệt thòi, nên mẹ em đã tìm cách bù đắp bằng cách là bới cho em là đồ ăn Mỹ chứ không phải đồ ăn thường. Xin gom em mình em nè, bánh chocobai, kẹo dẻo con gấu. Tủ đồ ăn mà mẹ em bới đi cho em á là một cái thứ mà những đứa trong lớp nó rất là ganh tị. Tại vì sao? Tại vì ở trong canteen á không có bán đồ Mỹ, nhưng mà em á lại không có thích cái đồ mà mẹ em bới đi. Tại vì ở bên Mỹ không có bán đồ trong canteen, mà em là người Việt Nam, em thích đồ canteen. Ở đây mọi người thích đồ canteen không? Mọi người biết cái canteen Việt Nam nó kỳ diệu cỡ nào? Cóc ổi, mía ghim, mì tôm trẻ em. Cho nên em đã làm một cái cách, em đổi cái đồ ăn của em, em cho mấy bạn trong lớp, và ngược lại em ăn đồ canteen. Thấy không thông minh không? Nhưng mà cái cuộc sống nó đâu có dễ dàng như vậy. Cái lối sống tiểu học á, nó không có chỉ có ăn, mà nó còn có chơi nữa. Mà đồ chơi á thì em đâu có đâu mà em đổi. Lúc đó mấy đứa trong lớp á là tụi nó chơi mấy cái trò như là bắn bi nè, dích hình nè, tạc hình. Không biết mấy anh chị có nhớ cái dích hình tạc hình không? Tại nó lâu lắm rồi. Bây giờ em nghĩ là mấy bạn nhỏ sau này không có biết dích hình tạc hình là gì. Vô vô chơi bông dụ. Mấy cái đó là phải có tiền mới mua được. Em không, em đâu có đâu. Cho nên em chỉ chơi được mấy cái trò mà handmade thôi. Handmade là có tay là chơi được á. Dạ. Em ví dụ nha, chơi 50 đúng không? Úp mặt cho tường là chơi được. Chơi ken, chơi u. Nhưng mà cái trò em thích nhất là cái trò quả địa cầu. Cái đó nó giống như một cái thể loại rap hồi xưa mà cái flow nó kỳ lắm. Cái kiểu nó vậy nè, dạ, quả địa cầu có bốn đại dương. Dương 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 là cái giường để ngủ. Vậy nhớ đọc chung với em cho đỡ tuổi ạ. Ngủ 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 là cái tủ đựng tiền. Tiền 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 là cô tiên biết múa. Múa 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 là công chúa biết bay. Bay 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 là máy bay có cánh. Thấy không? Thấy cái flow đó không? Cái flow đó kiểu như là mình có thể đọc bất cứ cái thứ gì. Cho nên mình tạm thì mình dừng ở đó. Đó 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 là con chó ăn cơm. Cơm 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 là mình ăn cơm chó, thấy chưa? Cái quỷ gì mình cũng vô trong đó được hết. Tại cái flow nó hay lắm. Nên em học thuộc cái bài đó. Em đi rủ bạn bè chơi, nhưng mà tụi nó không chơi. Tại tụi nó không thuộc, mà tụi nó cũng đâu cần thuộc. Tại tụi nó có đồ chơi rồi. Cho nên em lủi thủi chơi quả địa cầu của mình. Mấy đứa kia nó chơi cãi nó. Em tự thân vận động quén rồi. Sống vậy mới là sống ha. Nhưng không, cuộc sống nó đâu chỉ có vậy đâu. Lớp 4 chuyện nó sẽ không có gì nếu như mà cái bà bán căng tin ở trong trường em á, bà không trendy. Bà bắt trend ghê lắm mọi người. Lúc đó bà đem về một cái thứ đồ chơi kinh khủng hay luôn. Đó là xe đồ chơi lắp ráp. Đứa nào trong lớp á nó cũng có một hộp hết. Cái hộp xe này nó hay một cái là mở ra á không có cái xe. Hay không? Mà nó là lụng dụng trong đó. Mình lấy mình ráp lại nó thành cái xe. Và đứa con trai nào cũng có một cái. Ngồi thấy tụi nó gắn cái cửa, cái kiến, cái bánh xe, rồi dán cái tem xe, em nhìn em mê là mê luôn. Cái em nói là ê ê, cho chơi với. Cái này được cái em cái xe ráp rồi cho em. Mà hiểu cái cảm giác nó đau khổ cái nào, nó chật vật cỡ nào. Nó giống như là mình coi phim siêu nhân mà nó không có cái khúc biến hình gì á. Mọi người tưởng tượng nha. Cái khúc siêu nhân á mà thấy con yêu quái bước ra, con yêu quái nói là ê tao sẽ đập mày. Siêu nhân nó khoan để tao biến hình ra. Đúng không? Con yêu quái nó sẽ ok, tao đợi được, tao đợi quen, tao sống khổ quen, biến đi. Cái việc mà nó đưa cho em cái xe mà ráp rồi, nó cảm giác nó y chang vậy á. Nó tệ lắm, cho nên nó chưa thỏa mãn được em. Em quyết định là em đi qua lớp khác. Em coi coi là có đứa nào mà chưa ráp xong á, em xin nó ráp ké. Thì em thấy một đứa đang cầm cái bánh xe cuối cùng, em gắn vô, em kêu ê, để đó, cho gắn đi. Ấy là biết của mày rồi, nhưng mà cho gắn cái thì cho em cảm giác vương giả một lần. Thiệt luôn. Cái nó cầm bánh xe nó gắn kịch được không? Xong nó còn quăng cho em câu nữa. Có tiền thì tự mua đi. Của người ta mà xinh xinh gì. Một đứa lớp 4 vừa đầm đau lòng một đứa lớp 4 khác. Em có tiền đâu, cho nên bây giờ em làm gì bây giờ? Em quay lại, em vui với lại cái quả địa cầu của em. Em còn gì khác chơi đâu. Dạ, quả địa cầu vẫn có bốn đại dương. Dương 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 là cái giường để ngủ. Ngủ 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 là cái tủ đựng tiền. Tủ đựng tiền. Tủ đựng tiền của mẹ ở đâu ta? Wow, tự nhiên lúc này em thấy có một cái sự gợi ý ở trong cái bài hát. Em quyết định một lần trong đời thôi, em sẽ vi phạm sách đạo đức mà cô dạy cho em. Tối đó em về nhà, em canh ba mẹ ngủ. Em để vô trong tủ quần áo chỗ mẹ, em thấy mẹ em cất tiền á, em lấy 50 ngàn. Xong rồi mai á, em lên trường. Trên cái đường mà ba chở từ nhà đến trường á, em im thinh luôn. Em không dám nói, sợ mà bị lộ á. Tới lúc mà ba chở xuống, ba quay đi á, là giống như nó click một cái á, em cảm thấy mình fancy, cảm thấy mình hào nhoáng cực kỳ luôn. Tại vì sao? Em có tiền rồi.
cái cuộc sống ở cái chốn tiểu học của em bây giờ nó thay đổi. Em đã trở thành một cậu bé tự chủ tài chính. Em đi thẳng tới căng tin, em quăng 50 ngàn xuống, cô lấy con cái xe đi. Cái bà cũng không hiểu sao em làm vậy, nhưng mà bà đưa cái xe bán mà. Cái em ngồi ráp tại chỗ luôn, em không dám đem vô lớp. Tại vì em mà đem vô lớp là tụi nó xin, mà tụi nó xin em không có cho. Bởi tụi nó có cho em chơi thôi, ngồi em ráp tại chỗ. Trời ơi, ngồi em ráp em mê. Lần đầu tiên mấy anh chị biết không, sau 4 năm và Trần Ngọc Bảo Minh đang cảm thấy xa hoa tại trường tiểu học Nguyễn Minh Quang. Và em thấy ồ, hình như là em lỡ thích cái lối sống này quá. Nó cứ trên trời sao á. Cho nên em quyết định là em sẽ không chỉ một lần, em làm nó thêm nhiều lần. Em cảm thấy là hình như ba mẹ mình kinh doanh cũng được, cho nên một chí chắc cũng không sao. Lâu lâu em về em xin mẹ thêm một xíu mỗi ngày và cuộc sống em nó cứ êm đềm trôi qua ở cái lớp 4 đó. Cái trend nào trong trường em cũng theo được hết. Tới một lúc nó có một cái trend kinh khủng hơn cái xe đồ chơi nữa, gà ảo. Mọi người, gà ảo là giống như mình nuôi con gà nhưng mà mình nuôi trong cái máy điện tử đó, nó nhỏ vậy nè, và gọi là con gà nhưng thực ra mình có thể chọn nhiều con khác, con bò, con heo, con sư tử, con tinh tinh, con gì cũng được. Và lúc đó trong lớp á, bắt đầu nó có những cái cuộc nói chuyện như là ê con bò của tao nó lên 1 kg, ê con vịt của tao nó chết, ê con tinh tinh của tao nó đẻ ra con bò. Hay quá, em phải theo kịp cái trend này. Và cái điều đó không khó, tại mọi người nhớ không, em là một cậu bé đã tự chủ tài chính, cho nên em cầm tiền xuống căng tin, em mua, cô lấy con gà ảo đề, xong ngồi em chơi luôn tại chỗ. Em chọn, em ngồi em chơi, em bấm tít 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 tít. Vấn đề là em bấm ham quá cho nên nó thụt mất một cái nút. Vấn đề là cái nút đó là cái nút cho ăn, cho nên cái con gà của em nó đang há miệng, nó đợi cái bánh bao rớt xuống, nhưng mà không, nó cứ gì nè. Sao em làm đủ cách, em lấy tâm em chọn nhưng mà không được. Đứng bực gì đâu, mới mua cái game chưa kịp chơi. Xong rồi tự nhiên may thay, lúc đó là có mấy anh lớp 5 đi ngang. Mấy anh nói là ủa bị gì đó nhóc, hư hả, đưa sữa cho. Cái cầm, cái cầm chơi luôn. Chơi xong rồi cho ăn cũng đâu có được. Cái xong em nói là ủa à, mấy anh sữa không được, trả em nhờ người khác sữa. Cái mày nói gì, hư rồi mà chơi gì à, vô thùng rác lấy đi. Mọi người hiểu cái cảm giác của em lúc đó nó như thế nào, cái cảm giác mà nó ở dưới đáy nó như thế nào. Em không biết cái cảm giác đó của em lúc đó nó như nó ra sao luôn á. Tại vì thật sự em nghĩ nó không sao, hình như tiền đó đâu phải của em đâu, hình như em đâu mất gì đâu, hình như người mất là ba mẹ em mà. Chỉ bực cái là giờ về lấy tiền khác nó mệt quá. Trong cái lúc mà em mệt mỏi đó, em khó chịu đó, em nghĩ là mình là làm việc xấu không được, mình sẽ làm một cái việc tốt để mình bù lại. Em sẽ phụ giúp cha mẹ bằng cách hôm nay em sẽ không xài hết tiền, em sẽ đem tiền về em trả lại cho mẹ. Thấy em hay không? Thấy có đứa trẻ nào mà nghĩ lớn được như em không? Chiều đó về em canh là mẹ đang đi lục cục dưới nhà bếp á. Em đem vô trong tủ quần áo á, em bỏ đúng cái chỗ đó. Em quyết định em sẽ không xài này, em sẽ phụ giúp cái gia đình này, em bỏ vô. Nhưng cái quần của mẹ em nó trơn quá. Mặc cái quần gì không mặc, mặc cái quần muslin nó trơn quá. Bỏ nó rớt tiền tuột xuống. Thì ngay lúc em cúi xuống em lụm á, thì ngay từ sau lưng, Ti. Dạ. Con làm gì đó? Con lau tay. Tiền gì đây? Dạ con không biết. Mẹ có tiếc cái gì vậy con Ti? Dạ không. Sao lấy tiền của mẹ hồi đó vậy? Dạ con không biết. Mẹ hỏi một lần cuối. Nói thiệt đi, mẹ không có la đâu. Con không biết. Con có lấy không? Dạ có. Đi qua bên kia quỳ gối xuống. À, đừng quỳ gối nữa con, đi qua bên kia nằm sắp xuống. Ok, người đàn bà thất hứa. Đây là em, đây là mẹ em. Đứng nhìn. Mẹ đâu có tiếc gì với con đâu Ti. Mẹ mày có tiếc với mày cái gì không Ti? Xong rồi lúc mẹ em đang đánh em, trời ơi, đau khóc lóc. Xong rồi ba em đi làm về, điện thấy hai má con đánh nhau, đứng hỏi cái gì vậy, sao đánh nhau vậy, cái gì ăn cắp tiền hả? Ba em thương em lắm, mà tính ba em thương là thương cho roi cho vọt. Tránh ra coi. Ba mẹ có tiếc cái gì với con không Ti? Ông ngoại em xuất hiện, cái cây đã có sẵn trên tay rồi. Con gái con rể, tránh ra. Gia đình này có tiếc cái gì với con Ti? Gia đình này đâu có tiếc gì với em đâu mọi người. Đánh không từ một cái gì luôn. Tự nhiên lúc đó em cảm thấy là em rất là tội lỗi á. Vì nhà này á, họ làm gì họ cũng phụ nhau. Thấy đánh đánh hội đồng. Còn em chưa làm được cái gì ngoài cái chuyện là em phụ lòng mọi người. Nên lúc đó em thấy em rất là tội. Em không còn là đứa trẻ ngoan hồi đó nữa.
em không còn xứng đáng với giá trị của gia đình này nữa, nên em quyết định em viết đơn từ mẹ. Em lấy tờ giấy đôi xong em viết chữ rất xấu. Đơn từ mẹ: con tên Trần Ngọc Bảo Minh, con đã sai phạm lỗi với mẹ, con cảm ơn ba mẹ, ông bà ngoại đã nuôi dưỡng con không còn xứng đáng với gia đình này nữa. Con đi đây, con sẽ sống tốt. Xong để trên bàn, để cây bút lên, bỏ đi luôn. Đàn ông mà nói là làm. Các em đi, 5 phút sau em về. Tại vì em khát nước quá, đi em chưa kịp đem gì hết. Em về em mở tủ lạnh ra em uống nước xong á, các em quên em định đi đâu luôn. Và từ đó em và gia đình sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, như chưa có chuyện gì xảy ra. Và phần của em là hết. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn Minh Ti. Yeah. Yeah. Em hay coi clip ở trên YouTube thôi chứ chưa bao giờ xem bên ngoài. Thì lần đầu tiên xem bên ngoài cũng như lần đầu tiên xem bạn luôn, mình thấy rất là dễ thương, rất là nhẹ nhàng, đáng yêu. Không biết là câu chuyện có chế thêm hay không mà kể giống như là câu chuyện thật của mình. Không chế một chỗ nào. Em thấy là cái phong cách mà lúc mà em xem những cái clip trên YouTube của anh Ti diễn á, thì nó rất là nhẹ nhàng, cũng giống như cái cách mà anh Ti truyền đạt ở ngoài đây cho mọi người. Và câu chuyện nó rất là nhẹ nhàng và rất là dễ để mọi người cảm nhận được cái tinh thần. Và Dustin nghĩ là hài độc thoại hay là có thể là bất kỳ một cái hình thức hài diễn xuất nào đi chăng nữa, nó cũng có rất là nhiều thể loại, nhiều cách diễn khác nhau tùy vào cá tính của mình, đúng không? Để xin chúc là Minh Ti trong tương lai sẽ đào sâu hơn nữa về cá tính của mình và đem đến những câu chuyện mà nó ấm áp trong lòng. ấm áp trong lòng. Và vừa rồi là phần hài độc thoại của Minh Ti đã kết thúc 3 live trong 3 stories ngày hôm nay cùng với Diệu Nhi, Chuki San. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của 3 stories nha. Bye bye. Hãy bấm đăng ký để xem những chương trình mới nhất của Dustin On The Go.